Xin chào mừng ông bà, cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Mai Hiền Family Cuộc Sống Nhật. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với kênh thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hiền. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Hiền có một bé trai, hiện tại là bé được 10 tháng tuổi. Ngày hôm nay là Hiền đang đi ra ngoài bưu điện để mà gửi hồ sơ đi làm mà giảm miễn thuế nên Machichose á cả nhà, là điều chỉnh thuế cuối năm. Hiền gửi cho công ty thôi chứ không phải là gửi lên cục thuế nha. Năm nay á là Hiền viết giấy thuế ở nhà, thành ra là có con ở bên cạnh nữa, cho nên là viết được cái ba cái tờ giấy này cũng vất vả lắm ông bà cô chú. Với các anh chị, ông bà cô chú mà ở Việt Nam á, hoặc là ở các nước khác á, thì khi mà mọi người nghe tới cái chữ mà điều chỉnh thuế cuối năm thì có thể là mọi người nghe hơi lạ. Nhưng mà thực ra thì bên Nhật này á, mỗi năm nó đều có một lần để mà chúng ta sẽ xin giảm miễn thuế. Thí dụ như là bạn thu nhập bao nhiêu, bạn sẽ đóng thuế bao nhiêu phần trăm trong cái thu nhập của bạn đó. Nhưng mà cái phần thu nhập đó mình không có phải là mình sử dụng hết, mà mình phải nuôi người này, phải nuôi thêm ba mẹ ở Việt Nam, hay là phải phụ cấp phụ dưỡng cho nuôi nuôi con nè, hoặc là phụ dưỡng cho ông bà, cho ai đó, anh chị em đi học gì đó, thì cái phần thu nhập của mình nó sẽ giảm lại, đúng không ạ? Thì như vậy thì người ta sẽ điều chỉnh lại thuế và sẽ giảm một phần thuế hoặc là miễn thuế luôn cho mình luôn. Còn về cách viết mà ba cái tờ giấy này á, thì là hầu như năm nó giống như năm ngoái hết nha ông bà cô chú. Nhà mình mà có theo dõi em thì năm ngoái thì em có một cái video riêng để làm hướng dẫn về cái cách viết này á. Nó chỉ khác mỗi cái là bây giờ là phải check thêm cái chỗ mà mình cái người phụ thuộc của mình á, là nó nằm ở trong cái nhóm nào thôi. Thí dụ như là bao nhiêu tuổi đó, hay là người khuyết tật, hay là mình gọi là mình phải gửi tiền về 38 măng. Giống như em á, là em sẽ gửi cho mẹ bên Việt Nam là 38 măng để mẹ là người phụ thuộc của em, để mà em xin miễn giảm thuế. Bản thân của em á thì hồi trước tới giờ là tại vì mình có ý định là xin vĩnh trú ông bà cô chú, thành ra là chỉ để có mình mẹ là người phụ thuộc thôi, không có thêm người phụ thuộc. Tại vì nếu mà thêm người phụ thuộc nhiều quá thì người ta sẽ xét lên cái mặt thu nhập của mình nó có đủ để cho mình ăn, để cho họ an tâm để mà có thể cấp mà vĩnh trú cho mình hay là không. Thì thành ra là em để từ đó giờ là chỉ có một người là mẹ thôi, không có thêm người nào hết á, nên ba cũng không có cho vô nữa, nói chung là chỉ có một mình mẹ thôi. Thì chỉ có để một người như vậy thôi để mà có thể giảm được một chút xíu thuế, nhưng mà vẫn đủ điều kiện để xin vĩnh trú. Và hiện bản thân em để vẫn để một người phụ thuộc như vậy, nhưng vẫn xin được vĩnh trú rồi nha cả nhà. Còn các bạn thực tập sinh ở trong công ty của em á, là mọi người có thể ghi là 3 người, 4 người, ví dụ như là ba mẹ nè, rồi em trai, rồi chị gái, hay là chung là những người mà trong thuộc nhóm điều kiện, đủ điều kiện để mà cho vào xin làm người phụ thuộc không bà cô chú. Thì nhằm như vậy á, thì là tiền thuế của mình nó sẽ được giảm xuống rất là nhiều luôn. Thay vì các bạn đóng thuế một tháng bao nhiêu tiền đó thì có thể là mình hoàn toàn là về không yên luôn, nghĩa là mình không cần phải đóng thuế luôn á ông bà cô chú. Khi mà các bạn không đóng thuế như vậy á, là có rất là nhiều cái lợi luôn á nha. Đầu tiên, cái lợi đầu tiên là khi mà các bạn không đóng thuế, đồng nghĩa với việc là các bạn là người ở nhóm thu nhập thấp, người ta sẽ xác nhận mình là người ở nhóm thu nhập thấp, hoặc là thu nhập của mình bị giảm do dịch Covid. Thì khi mà nhà nước có những cái gói hỗ trợ dành cho những cái đối tượng mà có thu nhập thấp nè, hoặc là những bạn mà đang mà trong tình trạng mà suy thoái kinh tế như hiện nay á, là mình sẽ có được hưởng những cái gói hỗ trợ của nhà nước. Giống như đầu tiên có thể 5 măng, 10 măng, hoặc là bây giờ hiện tại là đang có suy xét để mà xin cho thêm những gia đình, hộ gia đình mà có thu nhập thấp á, là thêm một bạn như vậy á, là được 7 măng. Mình đang xét không bà cô chú. Nhưng mà cũng không phải ai cũng được đâu nha. Tại vì thường lúc mà các bạn đăng ký hộ khẩu á, nếu mình đăng ký một người một hộ khẩu làm chủ hộ luôn á, thì chúng ta là chỉ có một mình đó thôi. Thì chúng ta sẽ là nguyên một cái hộ gia đình, thì chúng ta thu nhập của chúng ta thấp, chúng ta không đóng thuế, thì ok, xong là họ sẽ coi như là mình là ở người ở mức thu nhập thấp thì họ mới xét và cho mình hưởng những cái hỗ trợ, gói hỗ trợ á.
Đối với em á thì là năm nay là em hoàn toàn là không có thu nhập luôn. Em nghỉ từ tháng nghỉ làm ở công ty á, là từ tháng 12 năm ngoái, là lúc đó là bầu em bé được 34 tuần hả? 34 tuần là em đã nghỉ rồi, từ tháng 12 năm ngoái rồi. Sau đó là em là nghỉ tới bây giờ luôn, là đã gần như là một năm là hoàn toàn không có thu nhập luôn, và chỉ sống vào tiền trợ cấp thai sản với lại là trợ cấp nuôi con thôi. Thành ra là nếu mà làm nhưng cái tiền trợ cấp đó nó lại không có phải là thu nhập, người ta không có đánh giá nó là thu nhập, thành ra là coi như là thu nhập của em sẽ bằng không. Nhưng mà em vẫn làm điều chỉnh thuế để mà cái mức thuế của cái năm ngoái á, em làm á, nó sẽ giảm xuống, tại vì em đã đóng thuế của năm ngoái, em đã đóng thuế năm ngoái rồi. Người ta lúc mà em nghỉ làm á là người bên thuế của nhà nước á, người ta gửi về cho Hiền một cục luôn, là đóng luôn ở trong company luôn chứ không có đóng cho công ty nữa. Bình thường nếu mà đi làm á thì em sẽ đóng cho công ty, nhưng mà nếu mà bây giờ mình đã đóng, mình nghỉ làm ở nhà thì mình phải tự động mình đóng luôn, mình đóng riêng, thành ra là em đã đóng thuế rồi. Thì em đang làm điều chỉnh để mà có thể xin lại vào cái phần thuế mà em đã đóng đó, cũng như là giảm cái phần thuế cho năm sau, chứ nếu mà em không xin á là thuế em đóng coi như mất luôn, không có xin lại được. Và năm sau cái phần thuế đó người ta sẽ xác nhận, người ta sẽ lấy cái phần thuế đó, người ta sẽ làm nhiều chuyện lắm. Đầu tiên là tiền học của con, tiền học của con gửi nhà trẻ, khi năm sau mà em đi làm lại á, ông bà cô chú, thì con phải gửi nhà trẻ, thì tiền gửi nhà trẻ đó sẽ được xác nhận bằng cái tiền mà thuế đóng của cả ba mẹ hoặc có một hộ gia đình luôn. Thí dụ hộ gia đình đó đi làm bao nhiêu người á, thì là đóng thuế bao nhiêu phần trăm trong thuế đó, thì cái người con đó sẽ được gửi nhà trẻ, thì cái tiền nhà trẻ sẽ phụ thuộc vào cái tiền thuế. Ai đóng thuế cao á thì sẽ đóng tiền, ông phải ai mà là hộ gia đình nào đóng thuế cao á thì sẽ cái tiền nhà trẻ gửi con sẽ cao, còn hộ gia đình nào mà thấp á thì là sẽ thấp, thấp theo cái phần thu nhập của mình. Thành ra là nếu như mà bạn mà là đóng thuế mà bằng không luôn là gần như là tiền đi học của con không có tốn tiền học, chỉ tốn tiền ví dụ như bỉm sữa này kia sơ sơ, cái tiền mà ngoài tiền học thôi. Thành ra là những bạn nào bên đây mà làm mà visa của gia hộ gia đình đó gần như là tiền gửi con không có tốn tiền nhiều đâu. Thành bởi vậy cho nên nó làm cái việc mà miễn giảm thuế này rất là quan trọng luôn á nha. Rồi, để làm sao có thể giảm được thuế cho cả hộ gia đình thì đây là cái cách mà người Nhật là công ty của em nó chỉ cho em á ông bà cô chú, chứ em cũng không biết đâu, không nghĩ tới luôn. Tại nhà như thế này, bây giờ là em đang làm xin làm miễn giảm thuế cho em thôi. Phần thuế của hộ gia đình nghĩa là có cả thuế của ông xã em nữa. Nếu mà thuế ông xã em không giảm thì nó sẽ dựa vào cái phần thuế của hai vợ chồng mà nó tính cái tiền gửi con cho năm sau. Thành ra là nếu mà mình muốn giảm luôn thuế của ông xã mình nữa thì là em sẽ là người phụ thuộc của chồng em nữa. Giống như năm nay á, là trong một năm nay em nghỉ ở nhà, em không có đi làm là thu nhập của em bằng không. Không, mình đang nghỉ ở nhà thu nhập của mình bằng không, thì mình cứ vào phụ thuộc cho chồng mình đi. Trong năm nay nè, năm 2023 này nè, là mình vào phụ thuộc cái năm mà mình nghỉ ở nhà đó. Thành ra là ông xã em sẽ có thêm hai người phụ thuộc là em và con em. Thì em chỉ phụ thuộc là bình thường là mình không có thu nhập gì hết, chỉ phụ thuộc một cách ghi trên giấy tờ vậy thôi, chứ không phải là phụ thuộc về mặt thuế, về mặt nên kiên hay là giờ là bảo hiểm xã hội gì, tại vì cái phần bảo hiểm đó là em được miễn rồi. Lúc mà mình nghỉ làm ở nhà mình ngủ mình nuôi con mình được miễn ông bà cô chú. Thành ra là khi mà các bạn nghỉ ở nhà mà không có thu nhập mà đang nuôi con á, thì cho dù là bắt mình nghĩ rằng là năm sau mình đi làm lại đi chăng nữa, thì cái năm mà bạn nghỉ và thu nhập của bạn thấp á thì nên vào chung hộ, làm người phụ thuộc của ông xã mình luôn. Chỉ một năm thôi, năm sau mình cắt mình không làm nữa thì cái tiền thuế, cái tiền mà thuế của ông xã mình sẽ giảm trong năm nay. Thì năm sau khi mà xác định thuế cho con mình đi học, tiền học phí của con mình nó sẽ giảm theo cái mức thuế của chồng của mình và của mình nữa. Nó thành ra là nói nó hơi 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 rối một chút xíu, nhưng mà tóm lại á là trong cái năm mà bạn sinh con mà ở nhà, giống như Hiền là trọn một năm là Hiền không có đi làm, thu nhập của Hiền bằng không. Nhưng mà nếu như bạn là sinh giữa năm á thì là năm trước với năm nay là thí dụ 2 năm nó hơi hơi cách cách
nhau thì mình làm 6 tháng chăng nữa thì cái tiền tiền thu nhập của mình cũng không có nhiều đâu, thì mình cứ vào phụ thuộc của chồng mình đi, vào 1 năm thôi hoặc là 2 năm thôi, xong rồi là năm sau là mình đi làm lại thì mình cắt, không có làm phụ thuộc nữa, tại vì lúc đó thu nhập bạn cao rồi người ta cũng không có cho vô bạn vô phụ thuộc đâu. Thành ra là cứ vào cái phần thu nhập thấp đó mình cứ vào làm phụ thuộc chồng đi, để mà mình giảm được cái tiền đi học cho con nha bà cô chú. Dạ, nói tóm lại là như thế này, khi mà các bạn nghỉ ở nhà các bạn cũng nên xin làm miễn giảm thuế để mà cái tiền thuế của mình được giảm xuống. Thứ hai là khi mà các bạn ở nhà bạn không có thu nhập hoặc thu nhập của bạn thấp thì các bạn nên vào phụ thuộc của chồng mình, chỉ vào phụ thuộc 1 năm thôi, cái năm mà mình nghỉ ở nhà đó, để mà xin được giảm được cái phần thuế của ông xã mình xuống, là mình sẽ tiền thuế của mình cũng giảm, tiền thuế của ông xã cũng giảm, thì cái tiền học của con nó sẽ giảm theo cái tiền thuế như thế nào như thế luôn. Đây là cái cách mà các cô chị người Nhật mà đi trước trong công ty của Hiền á chỉ cho Hiền là như vậy. Các chị đó cũng vào 1 năm thôi ông bà cô chú, xong rồi khi mà đi làm lại á, là mình tách ra, mình không có vào nữa. Hy vọng là cái cách này sẽ giúp được một số bạn là giảm được cái tiền thuế của gia đình xuống, để mà có thể tiền học của con mình cũng giảm theo, cái tiền gửi nhà trẻ là sẽ được giảm theo nha ông bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay. Mẹ con em là cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều luôn, luôn đồng hành và ủng hộ hai mẹ con em. Bây giờ là hai mẹ con đang đi gửi bưu điện ông bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú vào những video tiếp theo. Ông bà cô chú yêu thương và ủng hộ hai mẹ con thì cho hai mẹ con xin thêm một kênh đăng ký nè, một like cũng như là chia sẻ video với nha ông bà cô chú. Bye bye.